sơ lược, ưu điểm và ứng dụng 6 loại sàn vượt nhịp SVRO. Bây giờ chúng ta điểm qua 6 loại sàn kể trên. 1. Sàn phẳng loại rộng VRO sử dụng tấm S1. 2. Sàn phẳng loại rộng VRO sử dụng tấm S2. 3. Sàn phẳng loại rộng VRO sử dụng tấm S3. 4. Sàn ô cờ một mặt phẳng VRO S4. 5. Sàn ô cờ có tấm bê tông đúc sẵn tạo phẳng đáy. 6. Sàn bản lắp ghép dùng chịu lực một phương. Tiếp theo chúng ta cùng tham khảo 6 loại sàn kể trên. 1. Sàn phẳng loại rộng VRO S1. Mặt dưới phẳng hoàn toàn, cấu tạo các bộ phận cơ bản của sàn phẳng loại rộng VRO sử dụng tấm S1 như sau. 1. Bản mặt trên của sàn. 2. Bản mặt dưới của sàn phẳng hoàn toàn. 3. Dầm bô biên mặt cắt hình hộp chìm trong sàn. 4. Nấm đầu trụ chìm trong sàn là nơi chịu lực cắt và moment lớn nhất trong sàn, được tăng cường thép miền trên để chịu moment ống gối sàn, được tăng cường thép chống cắt, cài răng lược chống lại các lực cắt cục bộ và nấm sàn đổ bê tông đặc. 5. Hệ dầm ô cơ mặt cắt trực giao nối tiếp nhau liên kết hai bản sàn trên và dưới. Sàn phẳng loại rộng VRO sử dụng tấm panel 3D sàn S1 có mặt trên và dưới phẳng hoàn toàn. Ưu điểm nổi bật của sàn phẳng loại rộng VRO là có thể xây tường tùy ý trên sàn, bởi sàn có hệ dầm mặt cắt chữ Y trực giao nối tiếp nhau, mật độ dày, bởi vậy có thể bố trí bất kỳ phương án kiến trúc nào trên cùng một mặt bằng sàn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cấu tạo của tấm panel 3D sàn S1 VRO. Tấm panel 3D S1 được chế tạo định hình có kích thước cơ bản để tạo ra diện tích ô sàn 1,88m x 1,41m. Tấm gồm 12 hộp sụp đặc, kích thước ngang 38 x 38cm, khoảng cách các hộp là 9cm, tạo dòng ô cơ trực giao. Chi tiết tấm panel 3D sàn S1. 1. Hộp sụp tạo rộng sàn. 2A. Thép lớp trên. 2B. Thép lớp dưới. 2C. Thép dít dắt dạng đường xin liên kết với thép 2A, 2B. Chúng ta cùng xem mặt trên tấm panel 3D S1. Và đây là mặt dưới tấm panel 3D S1. Sàn phẳng sử dụng tấm panel 3D S1, S2 có kết cấu tối ưu nhất, được sử dụng cho tất cả các loại công trình. Sàn phẳng loại rộng VRO S2 có cấu tạo tấm panel 3D S2 tương tự tấm S1, chỉ khác hình dạng của thép dít dắt panel 3D. Tấm S2 có sụp giống S1, khung thép chỉ có hai bộ phận 2A thép lớp trên tấm panel 3D, 2B thép dít dắt tấm panel 3D liên kết với thép lớp dưới. Chúng ta cùng xem các bộ phận tạo nên tấm panel 3D, bao gồm cột pha sụp, kê nhựa và các chi tiết thép panel 3D. Trên màn hình là mặt dưới tấm panel 3D S2. Loại 3, sàn hộp VRO sử dụng tấm panel 3D S3. Sàn phẳng loại rộng VRO S3 kiến trúc bên ngoài giống S1, S2, chỉ khác hình dạng cột pha sụp tạo rộng và kết độ bê tông. Thép panel 3D tấm S3 tương tự tấm S2. Mặt dưới cột pha sụp tấm S3 có G là chi tiết trong nồi hộp sụp. Chúng tôi đã trình bày rõ ở video cấu tạo và cơ chế chống nồi tấm S3. Các bạn xem đường dẫn dưới phần mô tả video lắp dựng tấm panel 3D S3 tương tự tấm S2. Sàn phẳng VRO sử dụng tấm S3 giảm chi phí chống nồi nên giá thân sàn thấp hơn sử dụng tấm S1, S2. Loại sàn thứ tư, sàn ô cờ một mặt phẳng hở đáy. Sàn ô cờ VRO là dạng sàn sườn có các bộ phận sau. 1. Nấm sàn ô cơ VRO tương tự như các dạng nấm sàn hộp VRO. Dầm bô biên sàn ô cơ cũng tương tự như dầm bô biên sàn hộp. Dầm ô cơ trực giao mặt cắt chữ T nối tiếp nhau. Khuôn đúc tạo ô cơ bằng thép và sử dụng cây chống chuyên dụng VRO để tăng số lần luân chuyển cột pha ô cơ. Sàn ô cơ là một dạng sàn sườn phẳng một mặt, chưa phải hoàn hảo nhất về mặt kết cấu, tuy nhiên cũng có nhiều ưu điểm hơn hẳn sàn truyền thống. Sàn ô cơ có hệ dầm chữ T trực giao, mật độ dày,
nên có thể xây tường bất kỳ chỗ nào trên sàn. Sàn ô cờ là một phương án hữu ích nhằm giảm giá thành và kiến tạo kiến trúc tùy ý. Sàn ô cờ S4 là loại nhẹ nhất, cách âm cách nhiệt kém hơn sàn hộp nhưng giá thành rẻ hơn. Loại thứ 5, sàn ô cờ có bản đáy, bản lắp ghép, không cần cột pha đáy. Chúng ta theo dõi quy trình thi công: tấm bê tông đúc sàn, bản lắp ghép, bản đáy, bu lông liên kết tấm đáy. Nẹp nhựa, khe co giãn, định vị nhựa tại 4 góc. Đa giáo sử dụng loại thông thường. Lắp dựng cột thép dầm bo biên, cột thép dầm ô cờ. Tiếp theo, thép nằm đầu trụ, cột pha sốp tạo rộng sàn ô cờ. Lắp dựng thép mền trên nằm đầu trụ, lắp dựng thép mền trên bản sàn, lắp dựng thép cài răng lược nằm đầu trụ, lắp dựng cột pha thân bên, đổ bê tông tự dưng, kết cấu tạo ra là một kết cấu dầm ô cờ có bản bê tông đúc trước liên kết với hệ dầm ô cờ trực giao. Sàn S5 không cần cột pha đáy, giảm chi phí thi công. Loại sàn thứ 6, sàn bản lắp ghép chịu lực một phương, bản đáy tiền về trước, dầm tam giác được đúc trước một phần. Sau khi lắp ghép phần dưới, đổ bê tông dầm phần trên và bản mặt liên kết lại một khối. Cũng có thể tạo rộng sàn bằng các khối sốp chuyên dụng. Chúng ta cùng xem thi công sàn bản lắp ghép trong quy trình nhà lắp ghép. Đầu tiên, lắp dựng dầm tam giác, sau đó lắp tấm bê tông đúc sàn, lắp dựng thép dầm bo biên lớp trên, lắp dựng hộp sốp tạo rộng sàn, lắp dựng lưới thép lớp trên, lắp dựng cột pha thân bên, cuối cùng đổ bê tông liên kết sàn. Tháo dỡ cột pha thân bên, dầm bo chìm trong tường, sàn có thể xây tường tùy ý trên sàn. Tiếp theo, tường tầng 2, lắp dựng các bộ phận của sàn tầng 3, đổ bê tông sàn tầng 3, tường tầng 3, sau đó lắp dựng trần tầng 3. Sàn S6 VRO không cần cột pha đáy, cây đa ngang, tiến độ thi công nhanh chóng, giảm chi phí. Thưa các bạn, chúng ta vừa xem qua 6 loại sàn SVRO. Tùy theo nhu cầu cụ thể để lựa chọn phù hợp, chúng tôi sẽ cử chuyên gia hỗ trợ các bạn. Những video hữu ích dành cho bạn, hãy đăng ký kênh để nhận nhiều video mới của chúng tôi mỗi khi cập nhật. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc sức khỏe và thành công.